Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách mà phân biệt các loại sạc, nó sạc laptop làm sao chọn cái sạc laptop phù hợp cho cái máy tính của mình. Đấy, thì ví dụ như là sạc thì nó thứ nhất quan tâm đến hãng đúng không? Ví dụ hãng Dell là dùng sạc Dell, hãng HP là dùng sạc HP, hãng Lenovo, hãng Vivo là dùng sạc của nó. Và mỗi một hãng máy thì có cái chân này nó khác nhau, cái chân đầu cắm này khác nhau đúng không? Thì nếu mà mình lắp cái sạc hãng Dell sang hãng Lenovo thì nó lại không vừa chân, nên điều không lắp đều đương nhiên. Còn ví dụ ở cái hãng Dell này chẳng hạn, thì mình quan tâm đến hai cái thông số gì? Thứ nhất là cái số vôn này. Số vôn, ví dụ là thường sạc Dell là 19.5V. Đấy, thường nó sẽ là cố định. Còn một cái mà mọi người tối quan trọng, mọi người cần quan tâm ở cái máy của mình, đó là cái số A này, miliampere này, là nó phải phù hợp với máy. Ví dụ những cái máy mà cái số miliampere này càng cao thì nó sạc vào càng nhanh, nguồn nó cung cấp càng lớn. Ví dụ là những cái máy vẫn là cái máy Dell chẳng hạn, những cái máy mà có dòng cạc rời, nó có cạc màn hình rời ấy, thì nó sẽ phải dùng, nó tốn điện hơn, thì nó sẽ phải cái nguồn của nó phải cung cấp nhiều hơn, thì cái số A nó sẽ nhiều hơn. Đấy, còn đây là ví dụ, và thường nó có hai cái chuẩn, có hai cái số A nó quy định là 3.42 này, 3.34 này và 4.62. Đấy, thì cái thông số đấy mọi người nhìn ở đâu? Mọi người nhìn trên cái mark này này. Đấy, thì cái số vôn này và số A. Thế ví dụ đi mua, mình mua cái sạc Dell thì mình chỉ bảo là anh ơi bán cho em cái sạc Dell chân của nó là như thế này. Ví dụ là đây là cái loại chân kim này. Và chân kim, bởi vì sao gọi là chân kim, bởi bên trong nó có cái kim. Đấy. Và một cái loại chân Dell nữa là chân nó bé bé thì gọi là chân mini chẳng hạn, và là 3.462A hoặc là 3.34A chẳng hạn. Thì cái thông số này mình có thể xem ở phía dưới cái máy của mình, hoặc bạn xem cái sạc cũ hỏng của mình mà mình bị hỏng đấy, là xem nó là số bao nhiêu và mình sẽ ra hàng mình mua như thế. Đấy, hai thông số mọi người chú ý nha, nhìn này, 3.42 này, 4.62 này. Sạc HP xem nào, sạc 4 sạc HP thì nó có dòng là 4.74. Đấy. 4.74, 19V 4.74. Đây còn sạc HP này thì nó là nhỏ, thì của nó là có một loại là 3.5. Đấy. Mỗi một dòng máy thì nó sẽ có một cái số A nó khác nhau như thế.